Hiên Toại, Linh Thư thân chào quý vị thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Lòng Nhân Từ Chúa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Thi Thiên 57, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con, xin thương xót con, vì linh hồn con nương náu nơi Chúa. Phải, con nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài, cho đến khi tai qua nạn khỏi. Con kêu cầu Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài cho con. Từ trời, Ngài ban ơn cứu rỗi con, khiến kẻ áp bức con phải xấu hổ, nhuốc nhơ. Đức Chúa Trời ban sự nhân từ và sự thành tín của Ngài cho con. Linh hồn con ở giữa các sư tử, nằm giữa bầy thú ăn thịt người. Có răng như ngọn giáo, mũi tên, và lưỡi chúng sắc như gươm. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời. Nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất. Chúng giăng lưới dưới chân con, linh hồn con nao núng. Chúng đào hầm phía trước con, nhưng chúng lại sa xuống đó. Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc, lòng con vững chắc. Con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca. Hỡi linh hồn ta, hãy tỉnh thức. Hỡi đàn hạt, đàn lia, hãy trỗi dậy. Ta cũng sẽ đánh thức rạng đông. Lạy Chúa, con sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, ca ngợi Chúa trong các nước. Vì lòng nhân từ Chúa cao đến tận trời, đức thành tín Chúa cao đến tận mây. Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời. Nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất. Câu gốc hôm nay được chép trong Thi Thiên 57 câu 10. Vì lòng nhân từ Chúa cao đến tận trời, đức thành tín Chúa cao đến tầng mây. Năm 1917, Frederick Lehman, một doanh nhân California đang gặp khó khăn về tài chính, đã viết lời bài thánh ca Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời. Nguồn cảm hứng khiến ông nhanh chóng viết được hai khổ thơ đầu tiên, nhưng ông lại gặp khó khăn ở khổ thứ ba. Ông nhớ lại một bài thơ đã được phát hiện nhiều năm trước đó trên bức tường của một nhà tù. Một tù nhân đã khắc bài thơ đó lên bức đá, bày tỏ một nhận thức sâu sắc về tình yêu của Chúa. Bài thơ vô tình có cùng âm điệu với bài hát của Lehman và ông đã biến nó thành khổ thơ thứ ba của mình. Có những lúc chúng ta phải đối mặt với những thất bại, khó khăn giống như Lehman và người tù nhân viết bài thơ trên tường. Trong những lúc tuyệt vọng, chúng ta hãy nhắc lại những lời thi thiên của David và nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài. Chúng ta có thể kêu cầu Đức Chúa Trời trong lúc gặp khó khăn, trình dâng cho Ngài những thử thách trong hiện tại và nỗi sợ hãi khi ở giữa các sư tử. Chúng ta sẽ nhanh chóng được nhắc nhở về sự chu cấp của Ngài trong quá khứ và hãy nói như David rằng: con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca, ta cũng sẽ đánh thức rạc đông. Bài thánh ca này tuyên bố tình yêu của Đức Chúa Trời vượt mọi ngôi sao cao ngất thiên đàng. Thời điểm khó khăn nhất cũng là lúc chúng ta hiểu được tình yêu của Ngài vĩ đại như thế nào. Đó thật là tình yêu cao đến tận mây. Hôm nay, bạn đã đối diện với những khó khăn nào? Trong quá khứ, Chúa đã chu cấp cho bạn ra sao? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sao? Lạy Chúa kính yêu, con đang phải đối diện với những vấn đề khó khăn. Như con được nhắc nhở về tình yêu và sự chu cấp của Ngài trong suốt cuộc đời con. Con tạ ơn Ngài thật nhiều. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube.
kính chúc quý vị thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.